Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Văn Đồng rất vui khi gặp lại các bạn sau một tuần. Hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện về đồng 1 đô la của Singapore. Như bạn đã biết thì Singapore là một trong những cường quốc của châu Á. Họ có một nền kinh tế rất là phát triển, cũng như là về độ văn minh hay là cái nét thanh lịch của Singapore thì để nói là họ nhất thế giới. Nếu nói về lịch sử của Singapore, chúng ta không thể nào không nhắc đến đó là một danh nhân, một huyền thoại, đó chính là cố thủ tướng Lý Quang Diệu. Lý Quang Diệu là thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa Singapore. Ông sinh năm 1923, mất năm 2015. Thì cả cuộc đời của Lý Quang Diệu là ông là người đóng góp cả cuộc đời mình cho sự phát triển của Singapore như bây giờ. Khi nhắc về Lý Quang Diệu, người ta sẽ không thể là không nhắc đến một giai thoại, đó là câu chuyện về đồng 1 đô la Singapore. Tại mình đang cầm trên tay đồng 1 đô la Singapore. Đây là một đồng tiền hết sức đặc biệt, ngay từ hình dáng bên ngoài cho đến cái nguồn gốc ra đời của đồng 1 đô la này. Đấy, các bạn thấy cái đồng đô la này nó có mặt trước, nó có ghi bằng 4 thứ tiếng. Đúng ngôn ngữ hay dùng ở Singapore thì như chúng ta đã biết thì Singapore là một nước đa tôn giáo, đa sắc tộc. Họ còn có cả người Malaysia, người Indo, người Ấn Độ, lẫn cả Anh Quốc, Trung Hoa. Mặt sau thì nó có một cái hình hoa dừa, và dưới là có ghi cái giá trị của nó, và ở diền này thì có ghi là nước Cộng hòa Singapore, Republic of Singapore. Thì chúng ta trở lại với câu chuyện nguồn gốc ra đời của đồng xu này. Đây các bạn nhìn ngoài nó là một cái hình ngũ bát quái, chính xác là hình bát quái có 6 cạnh đó. Thì câu chuyện kể rằng thì khi Singapore đang phát triển đô thị vào những năm 1980 thì họ mới muốn phát triển cái hệ thống tàu điện ngầm. Thì năm 1982 họ bắt đầu họ xây dựng hệ thống MRT. Như vậy từ năm 1980 thì Singapore đã xây dựng hệ thống tàu điện ngầm, nhưng mà Việt Nam thì năm 2016 bắt đầu xây dựng hệ thống BRT, đó là hệ thống buýt nhanh của Việt Nam. Ở Việt Nam cũng phải lạc hậu hơn so với Singapore gần 50 năm, chính xác là 40 năm. Thì câu chuyện kể rằng khi những năm đầu 1980 khi họ bắt đầu xây dựng hệ thống tàu điện ngầm thì gặp phải hết sức nhiều khó khăn, như là bị sập hầm, bị tai nạn rất là nhiều, như là không thể thi công được. Thì chính người cố thủ tướng Lý Quang Diệu là một bậc thầy về phong thủy, ông mới sang tận Mỹ để thỉnh một cái thầy người Trung Quốc, đó là một người Mỹ nhưng mà gốc Trung Quốc, gốc Trung Hoa, đó là thầy Hồng Chuân, chính xác Hồng Chuân hay Hồng Chuẩn thì mình nhớ mang mang thế. Thì sau khi rước được thầy này về thì thầy sau khi tham khảo đến trực tiếp hiện trường, vì vốn là một thầy địa lý ở phong thủy, thầy mới phán với Lý Quang Diệu rằng đây là một mảnh đất hết sức khó khăn khi xây dựng, tại vì theo như thế đất ông mới xem thì là cái đường MRT mà Singapore đang triển khai thì đang đè lên cái long mạch, đó chính là một con rồng nó đang quặn lại nằm ngủ, và hệ thống MRT lại xây lại đè đúng vào vị trí của nó. Ông mới bảo cái Lý Quang Diệu rằng là việc xây dựng dự án này là không khả thi, rất khó để xây dựng được, tại vì nếu mà ảnh hưởng đến giấc ngủ của rồng nó đang ngủ yên thì sẽ ảnh hưởng đến không chỉ cái vùng đấy, đó là vùng Setora mình nhớ thế, mà ảnh hưởng đến cả đất nước Singapore và không thể xây dựng được. Thì Lý Quang Diệu mới hỏi lại thầy Hồng Chuân là xem có cách nào để giải pháp nào để được xây dựng không. Thì thầy mới phán rằng muốn xây dựng được cái hệ thống này thì phải làm chấn yểm để cho con rồng nó ngủ yên thì mình có thể xây dựng được. Đó là một bài toán rất là khó, tại vì một đất nước như Singapore thì để chấn yểm được cho cả cái vùng đấy thì hết sức là khó, tại vì có rất nhiều tôn giáo, từ đạo
Nho giáo, Công giáo và Phật giáo cũng có, Thiên Chúa giáo cũng có. Thế là Lý Diệu cũng rất là mất bao nhiêu thời gian suy nghĩ để chấn yểm được cái này. Thì chính lúc này vợ ông cái mách là sao không sử dụng một cái đồng tiền, cái đồng tiền nó là thống nhất trong cả quốc gia có thể sử dụng được, không kể giàu nghèo, đẳng cấp hay là tầng lớp nào hay tôn giáo nào thì họ vẫn buộc phải sử dụng tiền. Và cái đồng tiền xu nó là cái mệnh giá nhỏ nhất là họ có thể sử dụng được như bây giờ đấy, là ai cũng có thể sử dụng được. Chính vì vậy năm 1987 Singapore mới bắt đầu sử dụng đồng đô la này thay cho cái đồng đô la cũ hiện thời. Để các bạn thì thấy thì đồng đô la có hình bát quái, nó tượng trưng cho sự trấn yểm tài khí và mang lại cả may mắn, cũng như là nó như một hình dạng bùa để cho người dân, mỗi người họ có thể sử dụng được, mang theo tự bảo vệ cho người dân của Singapore. Bác cũng không biết về duy tâm hay là tâm linh như nào, nhưng mà cũng chính trong năm đó, năm 1987, thì hệ thống MRT của Singapore đã chính thức được đưa vào vận hành. Vậy sau gần 7 năm, từ năm 80 lên kế hoạch năm 82 bắt đầu triển khai, và 7 năm mới xây dựng xong hệ thống đấy. Và cũng hết sức đặc biệt rằng cũng chính vì cái đồng một đô la Singapore này mà trong những giai đoạn khó khăn nhất của thế giới, như là năm khủng hoảng kinh tế năm 1997, thì đất nước Singapore thì không hề bị ảnh hưởng chút nào, và họ phát triển như một cường quốc đến tận bây giờ, đó là năm 2017. Singapore là một trong những đất nước đứng đầu thế giới. Mặc dù nếu nói về diện tích của Singapore thì Singapore chỉ có thể bé hơn Hà Nội, lớn hơn một chút. Mình nhớ một cái tài liệu cho rằng thì là ở đất nước Singapore là một đảo quốc, nhưng mà nó chỉ lớn hơn gấp 1,5 lần so với quần đảo Phú Quốc ở Việt Nam mà thôi. Trải qua cũng rất nhiều năm, đồng tiền này thì người dân Singapore họ rất là quan trọng, nó coi như là một cái vật bất ly thân. Cũng chính tại Sentora, nơi mà cái hệ thống tàu điện ngầm này đang được triển khai, thì có một hình thành một con đường gọi là con đường phong thủy. Tại đây khi những người dân họ mang cái đồng xu này đến, họ đặt ở đấy, họ cầu nguyện và nhờ các thầy làm phép, thì cái đồng này nó trở thành hết sức là linh nghiệm. Có một số thì đồn rằng cái đồng này sau khi mà nếu mà được thầy làm phép để đặt ở trong ngủ túi thì nó sẽ phát sáng, nhưng cái này thì mình cũng chưa kiểm chứng được, tại vì mình chưa được sang đấy. Bây giờ ngày nay thì đồng đô la, một đô la này thì người dân họ cũng thành vật bất ly thân của họ rồi, trong ví người nào cũng có một đồng này. Bây giờ đồng này thì vẫn được đưa vào sử dụng bình thường, có thể họ để trong ví này, họ sâu thành chuỗi hạt đeo tay vào dây chuyền. Những người mà khách du lịch đến Singapore ấy, thì họ bao giờ họ cũng cố gắng mang về những cái đồng 1 đô la như này để làm vật may mắn. Ngay ở Việt Nam các bạn có thể thấy một số ngôi chùa ấy, họ khi họ làm cái bùa may mắn, họ để trong một cái vali xì màu đỏ, thì họ thường hay đặt một cái đồng 1 đô la Singapore ở trong. Người rất là đẹp, màu vàng, ra đời từ năm 1987, nhưng mà nó trải qua rất nhiều năm. Đây có một cái version của nó là 1997 này, năm 1997, mình thấy có cái đồng từ năm 2006, cái đồng là mới nhất. Rất đặc biệt, một hình lục giác ở đây, bát quái, tượng trưng cho sự trấn yểm về tài khí. Nếu là nói về lịch sử phong thủy của Singapore thì người ta cũng biết rằng ở vùng Seskin của Singapore thì nó tựa như một cái đuôi rồng của con rồng châu Á. Như vậy Singapore có tận 2 con rồng, con rồng đang nằm ngủ yên ở Sentora và một cái đuôi rồng ở chính ở quần đảo Rathlin, thì tạo thành cho nước Singapore họ có một cái gọi là cái phần phong thủy rất là tốt. Tận hai con song long nó giúp cho sự phát triển kinh tế của Singapore. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã đến câu chuyện này.